Tự do Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ nói về cân điện tử kết nối được với phần mềm quản lý siêu thị Kirobit, hay chúng ta gọi tắt là cân điện tử Kirobit anh chị ha. Những cái dòng cân điện tử mà sử dụng tốt được với Kirobit nó tới khoảng chừng 5 mã sản phẩm. Và chia làm 3 nhóm, cân điện tử Gia Phát tạm thời chia làm 3 nhóm để anh chị dễ hình dung hơn. Cái nhóm thứ nhất á là những cái dòng cân trọng lượng, ví dụ như là UVKAM, UVKAN hay là cân trọng lượng CAS EDH 30kg. Ba cái cân điện tử này nó giống nhau mặt đặc điểm, đó là những cái dòng cân trọng lượng có độ chính xác cao và có cái cổng kết nối trực tiếp với Kirobit luôn. Và lúc đó anh chị sẽ thao tác bằng cách là đặt hàng hóa lên cái cân, sau đó một bấm một cái phím nào đó trên cái cân, lập tức trọng lượng nó sẽ truyền từ cái cân sang cái phần mềm Kirobit. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái nhóm thứ hai, đó là cân điện tử tính tiền UVAQ RS232. Tại sao lại tách riêng cái anh này ra khỏi cái nhóm 1? Vì bản thân cái cân tính tiền UVAQ RS232 này nó là dòng cân tính tiền rồi. Nghĩa là nếu anh chị tách riêng nó ra, nó có thể hoạt động được độc lập luôn. Nó có thể tính tiền từng món cho khách, nó có thể tính nhiều món cộng dồn lại cho khách, nó có thể tính ra số tiền thừa và thối lại cho khách luôn ha. Ngoài ra nó có thể kết nối được với cái máy in tem nhãn này để in tem nhãn dán lên sản phẩm. Thì chi tiết cái bộ sản phẩm này nó như thế nào thì chúng ta sẽ nói phần sau. Và một cái nhóm thứ ba nữa là cân điện tử in tem nhãn in mã vạch CASCL52 của Hàn Quốc. Gần như là nhắc đến cân in tem nhãn in mã vạch kết nối Kirobit hay là kết nối với Sabo thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến cái mã CASCL52 này. Tại vì nó quá đa năng đi, nó nhớ được 10.000 sản phẩm, nó in tem nhãn ra là có tên sản phẩm, ngày đóng gói, ngày hết hạn, đơn giá, thành tiền. Và đặc biệt là cái mã vạch biến thiên. Biến thiên là sao? Biến thiên là khi anh chị đóng gói, ví dụ là 3 chỉ đi, cũng đơn giá là 175.000 một ký, nhưng mà khi mà anh chị đóng gói một cái gói đó 150g thì nó ra một mã vạch khác, mà khi mà anh chị đóng gói một cái trọng lượng nó khác thì nó sẽ ra một mã vạch khác luôn. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta dùng cái máy quét để quét tính tiền thì kia việc nó hiểu hết cái mã vạch 13 số này, được gọi là mã vạch biến thiên. Sẽ có một cái video clip cụ thể hơn về cái dòng cân CASCL52 này với phần mềm kia việc anh chị ha. Còn video lúc này thì chúng ta sẽ tập trung nói về cái dòng cân in tem nhãn UVAQ RS232 mà thôi. Vì sao cân điện tử Gia Phát lại ưu ái nói về cái bộ sản phẩm cân tính tiền UVAQ RS232 với Kirobit là như vậy? Tại vì đây là một cái combo mà kết nối tốt được với Kirobit, ngoài ra nó còn in tem nhãn nữa ha anh chị ha. Tại vì cái trong kinh doanh mà thực phẩm sạch hay siêu thị mini thì cái việc mà in tem nhãn dán lên sản phẩm là chuyện rất là phổ biến, và chúng ta đặt cái vấn đề là chúng ta cần như vậy, chúng ta cần in tem nhãn, thì đây là một cái giải pháp gần như là tiết kiệm nhất cho anh chị mà sử dụng hiệu quả kia việc nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến thực tế là khi chúng ta chọn cái giải pháp này chúng ta cần cái gì. Đầu tiên là chúng ta cần có một cái kia việc, chúng ta sẽ mua phần mềm với giá trị tính theo năm tháng ngày gì đó vậy ha. Rồi chúng ta sẽ mua một cái cân UVAQ RS232, và nó có nghĩa là có cái cổng giao tiếp kết nối từ cái cân sang cái phần mềm. Chúng ta sẽ mua một cái máy in bill, máy in hóa đơn. Đây là máy in hóa đơn. Còn cái máy in này là máy in tem nhãn. Tem nhãn là sao? Là chúng ta có thể lột cái tem nhãn lên như này. Rồi, chúng ta dán lên sản phẩm, gọi là máy in tem nhãn. Còn cái này là máy in bill. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau anh chị nha. Đây là máy in bill, in hóa đơn cho khách nè. Còn cái này là dán lên sản phẩm. Cho nên và một cái máy quét mã vạch nữa. Đây, để quét tính tiền nhỏ nhanh. Như vậy là trọn bộ chúng ta chọn cái bộ sản phẩm này, chúng ta sẽ mua những gì? Mua một phần mềm Kirobit, mua một cái cân điện tử RS232, mua một cái máy in bill, in hóa đơn cho khách, mua một cái máy quét mã vạch và một cái máy in tem nhãn. Thì cái máy in tem nhãn này với cái cân này nó là một combo với nhau, nó đi liền với nhau, nó đi đôi với nhau, nó không thể tách rời ra được. Nghĩa là nếu như anh chị đã nói là anh chị có một cái cân, cái máy in tem nhãn ở chỗ mình rồi, mình không cần thiết phải mua thêm. Nhưng mà nếu mà anh chị lấy cái máy in tem nhãn khác kết nối với cái cân này thì nó không có in ra được, nó không có in ra được cái tem nhãn này đâu. Tại vì sao? Những cái dữ liệu tên sản phẩm, đơn giá, thành tiền gì đó nó nằm ở trong, nó lưu nhớ trong cái cân, cái máy in này nè. Cái cân này nó không có nhớ dữ liệu, cái máy in này mới nhớ. Cho nên phải mua cái máy in này đi kèm với cái cân này, nó mới là combo với nhau, nó mới sử dụng hiệu quả anh chị ha. Và một đặc điểm nữa là cái máy in này nó nhớ được cho mình tới 199 mã sản phẩm mà thôi, nó không có nhớ nhiều hơn được. Còn nếu như mà cái trong lĩnh vực kinh doanh chị mà có quá nhiều cái sản phẩm
thì mình có thể nghĩ ngay đến cái cân kinh tâm nhãn cá sinh lên năm 2 mà kênh tự giá bác sẽ sắp gửi đến chị ở video clip kế tiếp ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung nói về cái dòng cân UBAQRS2 này thôi. Và nhớ một điều rằng nếu như cái danh bạ hàng hóa, cái danh mục hàng hóa của anh chị mà nhỏ hơn 199 mã sản phẩm thì đây chính là một cái combo sản phẩm mà gần như là giá rẻ nhất, tiết kiệm nhất cho anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thao tác sử dụng cái bộ combo sản phẩm này nó như thế nào anh chị ha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ in tem nhãn và dán lên sản phẩm. Mình ví dụ đây là một món hàng của mình và bỏ lên và mình chọn cái mã sản phẩm, ví dụ nó là 3 chỉ thì chúng ta sẽ nhấn giá vô, ví dụ là 175.000 anh chị ha. Sau đó mình bấm in thì lập tức cái máy in tem nhãn này nó sẽ in ra và lúc đó chúng ta sẽ lột cái tem nhãn này và chúng ta dán lên sản phẩm ra đây, và mình sẽ hiểu rằng là rồi sau đó mình sẽ đặt cái này lên kệ sản phẩm đúng không, rồi khách hàng sẽ nhìn và thấy à đây là 3 chỉ nè, 220g mà 1kg là 175.000 và cái món hàng này nó trị giá là 38.500, thì khách hàng cảm thấy vui vẻ, thích thú thì có thể bỏ vào giỏ và đến quầy tính tiền, đơn giản là vậy. Và cái vấn đề mà chúng ta in tem nhãn này nè thì chúng ta sẽ in hàng loạt trước và chúng ta dán lên sản phẩm hết và sau đó chúng ta mới đưa lên kệ. Còn đến cái giai đoạn mà tính tiền cho khách á, thì tính tiền sao thì chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác này như thế này. Chúng ta sẽ lấy máy quét, chúng ta quét lên cái mã hàng hóa rồi, và lập tức là kiosk Việt hiển thị rõ cho chúng ta là 3 chỉ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập vô, cái giai đoạn này chúng ta sẽ nhập nha, nhập đơn cái trọng lượng vô là 220g rồi, rồi đơn giá là 175.000 đúng rồi, rồi sau đó chúng ta tiến hành thanh toán. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm in thôi, in hóa đơn và đưa cho khách. Rồi và chúng ta sẽ đi, chúng ta đưa cho khách. Rồi ha, ở đây có thịt 3 chỉ, hóa đơn 38.500 giống nhau. Rồi rất là tiện lợi như vậy đó anh chị. Như vậy thì cái cân UBAQ này nó kết nối rất tốt với kiosk Việt. Và cái thao tác mà khi mà anh chị tính tiền á, thì anh chị chỉ quét được cái mã hàng hóa đây thôi. Ở đây có một cái mã hàng hóa và chúng ta quét được cái mã này thôi. Và lúc đó là chúng ta sẽ nhập lại cái trọng lượng theo cái tem nhãn này. Ví dụ ở đây là 220g thì chúng ta nhập lại rồi nó sẽ ra giá tiền y chang như là cái bill mà chúng ta in ra. Nó sẽ khác biệt nhiều lắm khi mà anh chị đầu tư với cái sản phẩm là cát CL52. Với cái tem nhãn của cát CL52 á, thì cái mã vạch anh chị thấy nè, cát CL52, đây là tem nhãn của cát CL52 nè, đây là tem nhãn của UBAQ nè. Nó khác nhau ở chỗ là ở đây nó chỉ có mã vạch của hàng hóa thôi, còn ở dưới nó có mã vạch biến thiên 13 số lần, nó có mã vạch hàng hóa và có cả mã vạch trọng lượng nữa. Cho nên khi mà thực tế là khi anh chị quét bằng mã vạch của cá CL52 á, thì anh chị xong không cần phải nhập gì ở đây nữa cả, nhưng mà lúc đó anh chị phải đầu tư một cái cân cá CL52 mất tiền hơn và sử dụng thực tế thì nó cũng hơi phức tạp hơn chút xíu. Còn để sử dụng đơn giản nhất thì chúng ta có bộ sản phẩm này, giá nó rẻ hơn và sử dụng nó cũng đơn giản hơn, nhưng mà cái tính chuyên nghiệp á, nó cũng không có kém của gì so với cái cá CL52 cả. Như vậy thì qua video này thì kênh Tự Giá Phát muốn cung cấp lên chị một cái thông tin rằng nếu như anh chị đang cần một cái phần mềm sử dụng để cân tính tiền để quản lý siêu thị thì kiosk Việt đã là một sự lựa chọn rất là tối ưu rồi. Ngoài ra để kết nối được với kiosk Việt thì chúng ta có một cái bộ sản phẩm là cân điện tử UBAQ RS22 kết nối với một máy in nhiệt này để in tem nhãn, rồi sau đó tính tiền thì chúng ta sẽ nhìn quét rồi chúng ta nhập lại dữ liệu trọng lượng trên kiosk Việt và chúng ta in bill ra cho khách, rất là thuận lợi là như vậy. Thì đây là một giải pháp rất là ít so với cá CL52 thì cái giải pháp này tiết kiệm hơn rất là nhiều và chúng ta có thể hoạt động rất là tốt, rất là tối ưu với phần mềm kiosk Việt. Rồi, và nếu mà anh chị xem xong video này mà cảm thấy nó hữu ích, nó đúng với cái nhu cầu sử dụng thực tế của mình, đúng với quy mô là danh mục hàng hóa dưới 199 mã sản phẩm thì chúng ta có thể mua ngay cái bộ sản phẩm này anh chị ha. Còn nếu mà cần sự hỗ trợ nào đó từ kênh Tự Giá Phát về việc cài đặt tem nhãn, về việc cài đặt dữ liệu vào máy in thì tất tần tật những việc đó là kỹ thuật kênh Tự Giá Phát là sẽ làm trọn gói cho anh chị rồi. Anh chị mua về chỉ sử dụng ngay thôi chứ không cần phải làm gì thêm cả anh chị ha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.